trăm mối nợ. Nào ngờ đâu vào cửa son lại buộc chặt dây qua chân và xôi thân của tôi đó. Như con lê quê tội bắt lương á, đá xuống hương vàng đừng cắt mổ là tay á ngủ khổ. Cho biết rằng chàng bị ngộ hại
từ hàng giang quan em đáo ngọc quý sơn, gặp ấn long đón đường hối tiền mãi lộ. Lê quê. Dạ. Nàng quan rầy, nàng qua tay ngọc quý sơn, lại gặp cái chú ấn long chọn hối tiền mãi lộ. Dạ. Nếu nàng thủ tiếp công chồng, nó có hối tiền mãi lộ, lấy tiền ra giao cho nó rồi đi công chồng. Dẫn nó gì ở đây làm cái gì vậy hả? Thưa chàng, sếp đã biết như vậy rồi, nhưng đất nước đường băng đang bị tai nguy, chiêu mộ anh tài mà em thấy ấn long khôi ngô tuấn tú, võ nghệ cũng siêu quần. Bởi vậy cho nên em muốn thâu ấn long về lập công nơi đường quốc. Nên lúc đó em có đoan với ấn long rằng, đoan giao, nếu em và ấn long giao đấu, em thắng ấn long sẽ có tình mẫu tử minh linh, bằng như em thua ấn long thì em sẽ trao tiền mãi lộ, rồi em cùng ấn long giao tranh. Cuối cùng ấn long đã thua em, và em cùng long đây chung thiên đến thề gót tình mẫu tử minh linh. Nghe quá tình đã rõ tình ta đây tiếc lắm mấy lại là mèo đà lo mèo tiếc lắm. Lê quê ơi già, ta nhắc một chút chuyện xưa cho nàng thấy nhớ đây. Ngày tiên nhất ta là một nhĩ lỗ đường trào, nàng là một nữ tương khuyên văn. Khi hai nước giao chiến cùng nhau, ta ra tại giữa nhu trường. Cái lúc nhị lộ đinh sơn có đẹp trai lắm, đâu à đội chim không minh à mang thiết giáp lưng đeo đai bạc, ta ngầu trên lưng ngựa, nàng thấy ta, nàng thương ta, nàng mê ta có tiếc lắm. Có. Nàng báo ta làm chồng, nàng làm vợ, trong khi ta đã có vợ rồi, ta không ân thuận. Ta và nàng giao chiến hơn 300 hiệp, nàng lấy bãi binh cho 3 quân đào thầm bỏ trong. Khi ngựa của ta nó hành dẫn, nó đi như tên bay, không may lại xa vào hành trong của nàng. Lúc ấy ta thực hiện, ta thấy nàng, nàng buộc ta phải kết thành chồng vợ, nếu không ân thuận nàng cho 3 quân lấp hầm. Cho nên ta nghĩ cái lẽ ấy, ta tạm giao duyên cùng với nàng thôi. Nàng về phiên bang, ta hầu nâu được quá cây thấp nhất xin lỡ ngân hồn, ta cứ nàng về làm vợ thứ 3 của nhị lộ đây. Ta và nàng chia tay, ai có ngờ mới cần ngủ nhật ta lại nghe một thông tin nàng đã thấy mộ ơi ra sắc ra hơi quên nàng tiếc lắm. Cầm này cầm không, không phải vậy đâu chàng ơi. Cũng vì nàng mơ ta, nàng về nàng giết anh à, nàng lại giết cha nàng giết mạng. Nay đây nàng nói rằng nàng đi cứu ta, nàng dẫn cái chú kia về đây làm cái gì? Tiếc lắm. Chú kia. Dạ. Đây là vợ của ta đây, đây là người vợ thứ 3 của nhị lỗ đinh sơn đây, nhưng hiện giờ ta không còn, cho hai đứa bay dẫn đi đâu đi, khuất mặt ta đi, đánh mà dù giáp đổ gai dân mà
dạ ơi. Dưỡng phụ này dưỡng phụ nghi quán cho mẹ của con, tội cho mẹ của con, cho nhớ mẹ của con em bây giờ đây. Quy nhục nhà biết là bao nhiêu đây mẹ, mẹ ơi. Ngân ơi, hải ơi, nàng tay ngân đau. Cô Kim sầu. Sao chàng không suy cùng nghĩ càng em cùng gì ai mà bỏ nhà bỏ mẹ, em cùng gì ai gối tiếc dày xương, mình không lìa giáp chân ngựa chân hơi cổ chiến giữa ba quân phơi phơi ngoài trận tám. Chàng có biết con vậy ai ơi, biết cho người kinh liệt nào đâu. Lê Quân thưa dạ, đừng mượn hơi à, nước à mình không đủ, lửa nóng giận đau vàng ta bắt dĩ đây này. Cái chuyện xưa đây, nàng kêu cái chú kia bằng gì vậy? Dạ đây là con. Bằng gì? Dạ bằng con. Bằng con ấy. Con chú kia. Dạ. Chú kêu cái cô phàn lại quê đây bằng gì? Dạ bằng mẹ đi vốn phố. Bằng gì? Dạ bằng mẹ. 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 Chú bị to chú ngang tôi mà chú kêu vợ tôi bằng mẹ, chú không sợ nghẹt họng là chú. Dưỡng phụ hiền lành. Lê Quân. Ừ dạ. Từ Hàng Giang về tại cái đường cà đi hết bao nhiêu ngày đêm làm vậy? Thưa chàng, em đi hết 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm. Ta hỏi về cái nó lòi mẹ, nó lòi con. 3 ngày là minh thanh bạch nhật, không người này thấy thì người khác cũng thấy, không làm anh gì được. Chỉ có cái 3 đêm này mẹ anh cái chỗ nào, rồi cái đứa con bi to đó nó ngồi mẹ anh cái chỗ nào, rồi trời tối lại, rồi mẹ ngủ cái chỗ nào, rồi cái con thiên tử ngang tôi nó ngủ. Như hai đứa bay đây 3 ngày là mẹ mẹ con trời tấu lại là chồng chồng vợ vợ. Tiếc lắm.
nàng dòng tay và tay chân cảm thấy là nàng đã thất nghĩa. Phụ ơi dân nàng tiếc là nàng cũng biết chứ. Dạ ơi, cha của ta là nguyên soái trường đại, nhảy lỗ đến sâu, một gia đình môn tâm hộ đấu, không thể có một người vợ như nàng như vậy. Quan cho em lên chàng ơi, cha của ta cũng không thể có một người dâu như nàng. Ta không cho nàng bán rẻ cái danh dự dòng họ chức của ta bằng một cách khuấy thua. Tiếc lắm. Khoan mà gia ông nà tôi mai tan nà không nguyện thu. Tiếc lắm. Của soái phủ cùng với bá thân, tôi mới đến cứu cái con người dân măng bội nghĩa như ông. Ông tệ mà làm chi, ông bác mà làm chi vậy kìa.
ông ơi nó nào lắm cho mặt ngọc đỏ đầy hình Lê Quân đã đuổi Ân Long đi mà sao nàng không theo Ân Long cũng đứng đó làm chi nữa? Đuổi cái thằng con yêu quý nó đi rồi nó điên chồng nó mà nó đạp đuổi đuổi. Ngày trước kia bá phụ sang qua Hàng Giang quan cầu tôi mới về cứu con người dông ân bội nghĩa như ông. Nhưng mà tôi mà nói dông ân. Bây giờ khi nào ông muốn tôi trở lại Hàng Giang quan phải có chiếu chỉ của Đức Lệnh Thánh Hoàng, có lệnh soái phủ cùng với bá thân thì tôi mới về. Không phải muốn cho vào thì vào, muốn đuổi ra thì đuổi ra đâu. Bây giờ nó nói lý. Ngày mà cầu về tại nơi đường trào đây là có chiếu ha. Phải. Bây giờ muốn đuổi về tại Hàng Giang cũng có chiếu ha. Nàng là vợ ta, ta nói thuận vợ thuận chồng thì sao cũng được. Mà bây giờ ta không ân thuận đâu, ta chồng ta có quyền đuổi đi. Không chiếu anh còn vậy đó. Đứng. Nếu thuận thần tôi trở lại Hàng Giang rồi bằng không thuận. Bằng ngược lại. Còn lại sao? Bằng không thuận. Bằng không thuận sao? Muốn là làm gì vậy? Thì chồng đâu á? Vợ đó. Ông nói chém giết làm gì làm hay? Quý này nó liều mạng rồi. Thả ra cái là phải gì gì đâu. Thả ra. Đây không lơ ngó con á, đó chẳng thuận tình đừng trách mổ là tỷ á, ngô khởi bạc đáo á, đã biết. Dẹp chơi dẹp chơi à, dẹp chơi dẹp chơi, anh hai giết chị hai che treo à. Nói vậy là ngốc, tử chân ngốc thở, con dễ thấy, con dễ lên sao? Dạ. Dạ, tâm nó lại xoay phụ. Con mới đuổi đi bác ơi. Wow, mày đuổi. Dạ. Đúng rồi. Bác bác. À dạ bấm nguyên soái. Điều chi đó Trịnh Quân. Nay mà Đinh Sơn nắm giận sự lỡ lầm của vợ nó đuổi về Hàng Giang. Nay ngài cũng nắm giận về cái nghĩa, cái tình của cháu. Nên khi ngài xuống tay vậy là không được. Bấm ngài cho lão xin. Là gì? Đinh Sơn cũng là một chức nhảy lỗ trào nha. Nên chi xin ngài hở xuống lĩnh giám nó ngục thật. Có được hay là không vậy? Đi qua Trịnh Quân Phong rất phải. Dạ. Quân vô. Dạ. Dạ. Dẫn Đinh Sơn á giam vào ngục thật hở. Dạ. Giam đợi Đinh Sơn lại xoay phủ. Dẫn đi! Xoay phủ!
Dạ. Xoáy phổ ơi, nay tiếc lang chàng không còn thương con nữa. Nhưng mà con đây là nắng gì chút mơ căng thường một gấm. Im lì đi chị hai. Còn đối với cha cùng với bá phụ đây, đối với đất nước của đường băng, là con đây nguyện tạ cây nhân ngày ngàn năm. Xoáy phụ hôm nay con trở lại hàng văn quan, cho con đây là một lời xin nữa. Ôi ta treo chưa? Xe lâm dậy đi chứ. Đi con bay biệt xoay thân. Ba phụ ơi con về, con nhớ ba phụ cùng với xoay phụ, tiết kiệm hiền hiền mũi cùng với hàng gia thôn. Cha đưa con đi đây là chân quầy quả lui về cố quận cha ơi, cố quốc mình lướt dần. Con ra đi rồi, con cầu chúc bá phụ cùng với xoáy thân ở lại được an chuông trường thọ. Nếu khi nào đất nước đường tan còn cần đến con, là con sẽ xin quay trở lại lo tròn trung tròn yêu bác cùng cháu lại. Con đi đây mẹ già từ